Tiếp theo cho anh chị em mình là một con Panasonic đời cao, full nhôm, pin dung lượng lớn. Con này cái mã là X757 ha. Số mình có Zalo. Mọi tư vấn thắc mắc hay là mua bán giao dịch gì thì anh em mình cứ alo cho nhanh, nhanh gọn lẹ qua Zalo. Quay lại con này, nó là con đời cao. Thì đời cao nó là cái gì? Full nhôm là cái gì? Đời cao là cái gì? Dung lượng pin lớn là cái gì? Và cái vấn đề này thì mình sẽ phân tích. Đời cao có nghĩa là anh chị em để ý những cái dòng cao đời thứ model mới nhất và model thứ hai này, nó có chữ Econovi. Cái đó là cái điều đầu tiên của một cái dòng đời xe. Cái đời cao nhất của Panasonic là anh này. Đây. Đó. Và trong cái đời cao nhất của Panasonic này á, nó chỉ đi đúng một cái loại pin mà để vô được nó thôi nha. Như con này, nó mà hiện tại mình đang có một con đời cao nhất của Panasonic gấp Optai. Thì riêng về cái đời này thì nó chỉ đi đúng được mấy cục pin này, không có chiếc xe nào vô được nó hết. Và nó cũng sẽ không xuống đời thấp hơn nó được. Có nghĩa là mỗi chiếc xe này vô được nó thôi. Đó gọi là đời cao nhất hiện nay là nó. Còn cái đời thứ hai của chiếc xe xanh mình đang review cho anh em, nó là cái đời thứ hai. Thì trong cái đời thứ hai này nó sẽ gồm 3 đến 4 cái hình thái nữa. Đây là trong cái đời thứ hai nè. Anh chị em thấy mình có vẫn là Econovi. À, nhưng trong cái hình thầy nó sẽ hiển thị bằng hình LED. LED trong cái LED này. Đây, chiếc xe, hình thái của chiếc xe đang quay. À, thì trong cái LED này nó sẽ 3-4 đời xe trong đó, nó chẳng hạn như báo km trên giờ, báo được dung lượng cục pin đi, báo được đoạn đường đi. Đó, nó sẽ là tiếp là trong đó nữa. Nó vẫn là đời thứ hai, nó vẫn có chế độ tiết kiệm pin. Như con này cũng vậy. À, đó, anh em thấy cái chữ Econovi thì anh em biết là nó. Và trong cái đời thứ hai, thứ ba thì nó sẽ đi pin chung. À, pin nó vẫn đi chung với nhau. Nhưng mà đời cao thì nó mới không đi chung thôi. Đó là về cái dòng đặc điểm của xe này. Và trong cục pin sẽ là một cục pin mới 100%, 13A. Đóng mới hoàn toàn, mới 100%. 13A. Một lần sạc của nó, anh em mình phải sạc từ 5 đến 6 tiếng đồng hồ nó mới đầy nha. Dung lượng khá lớn. Sạc trên xe luôn. Qua cục sạc adapter điện 220. Sạc từ 5 đến 6 tiếng mới đầy nổi cục 13 này. Sạc càng lâu đi càng xa. Đó là nguyên tắc. Nhà rộng, tháo nút ra sạc trên xe. Nhà chật, lấy cục pin ra. Ra ngoài sạc, xe vẫn đi chợ, đi búa, đi học bình thường được hết. Đặc điểm của dòng xe Nhật mình là nó, cái điểm hay của nó là gì? Điện nó không liên quan đến phần cơ, và phần cơ nó sẽ không liên quan đến phần điện. Hai thằng nó độc lập lấy nhau. Sạc xong, gấp lên là chạy thôi. À, còn cách chạy thì mình sẽ ra đường hướng dẫn với anh em. 757. Và đợt vừa rồi trong cái video trước là 756 là con này. Vẫn là Bana đời cao. Thì ông anh này ông chốt ở này như Nha Trang. Ông anh chốt xa ở Nha Trang. Con này cũng đời cao, cũng khá đẹp ha. Và riêng con này thì cái đặc điểm nó khác. Đó nghĩa là nó full nhôm. Full nhôm thì là cái gì thì sẽ ra đường mình sẽ phân tích cho nó. Hello. Xếp cái xe cho nó gọn nè. Rồi, ra đường ha. Chiều cao là 1m55, đổ lên tới 1m65 thôi. Nhưng 1m7 con này thì mình cũng không vừa ý lắm ha. Nó gần như nó muốn đụng nè. 1m74 như mình thì không hợp lý. 65 là vừa. Mấy chị em phụ nữ hoặc là ông bà lớn tuổi. 1m65, đổ xuống đến 1m55 là hợp lý. Phần điện không mở. Hướng dẫn phần cơ trước. Chức năng của 3 số phần cơ. Cái số 1 để ý nha.
đạp gần như không đi luôn á. Anh em coi cái chân của mình nè, 78 kg mà đạp gần như nó không đi, nó quá nhẹ. Số 1 này nó cũng rất là quan trọng. Tại sao Nhật nó chế cái số 1 ra để làm gì mà đạp liên tục kiểu này? Thứ nhất là đèo dốc sẽ đi số 1 này. Thứ hai nữa, ông bà lớn tuổi đau chân đau khớp đi số 1 này, họ công không cần tốc độ, họ chỉ tơn buổi chiều thể dục. Còn riêng mấy chị thì đi số 2, và trước khi sang số ngưng cái chân lại một nhịp, lắc cái số 2, nó sẽ không gây ra cái âm thanh cạch và nó an toàn phần số. Tiếp tục vẫn là số 3, là số nặng chân nhất, cho xe đi nhanh nhất. Nó giống như cái clip đề mình ngày xưa thôi chứ nó không có gì khác. Clip càng nhỏ chạy càng nhanh, càng nặng chân vậy thôi. Số 1, 2, 3. Và mình cảm thấy số 1, số 2, số 3, số nào hợp lý với sức khỏe của mình thì mình để mình đi. Tại vì trong cái video thì mình sẽ hướng dẫn chức năng của nó thôi. Thực chất trong cuộc sống thì không cần phải làm 1, 2, 3 như vậy. Số nào hợp lý để đi. Phần cơ không chưa có điện. Tiếp theo sẽ phần điện. Và trước khi phần điện thì sẽ test về phần động cơ cho anh chị em mình nhìn qua video hình dung được cái trợ lực nó là cái gì. Xe vẫn chưa có điện nha. Một lực xuống bàn đạp nè. Anh chị em thấy cái quán tính của chiếc xe thì nó không thể nào đi xa được. 2-3 mét là cùng thôi. Nhưng mà khi mở điện thì nó sẽ khác hoàn toàn. Mở điện lên nè. Vẫn một lực đó, vẫn một tải đó. Nhấn nè. Anh chị em thấy cái motor tự động nó cuốn mình đi, bẩy mình đi. Nhấn là nó đi, nhấn là nó ụt động cơ đi, nhấn là nó ụt mình đi. Có nghĩa là hỗ trợ lực thêm cho mình. Trợ lực là hỗ trợ thêm lực, chứ không phải trợ lực là đạp chèn cái là chạy luôn. Và cũng không phải là trợ lực là ngồi vặn ga. Cũng không phải trợ lực là cái phần này, phần số này không phải gọi là trợ lực. Trợ là hỗ trợ thêm lực thôi. Anh em mình hiểu lầm nhiều về nó. Nhiều anh vô cũng hỏi trợ lực là cái này ha, không phải cái này, cái này không phải trợ lực. Đó là phần test về phần đường trường, đường xi măng. Tiếp theo sẽ là test phần gồ ghề, coi cái độ bẩy của nó. Những dòng economy thì nó là dòng cao rồi, đâm ra nó sẽ đẩy khá hơn những con đời thấp hơn đó. Mình sẽ thử bằng cái địa hình gần như xe đạp, là đạp mệt mỏi nó nè, tắt trở về xe đạp thường rồi đạp. Bên trên thấy lớp rác, lớp bao nhiêu lông, lớp cỏ, nó cũng là chiếc xe đạp thôi, nó cũng hơi mệt xíu thôi, dùng sức rất nhiều. Nhưng mà khi mở điện thì coi nó có sự khác biệt là cái gì thôi. Vẫn cái địa hình đó ha. Nhấn nè. Anh chị em thấy rõ ràng không? Nhấn nè. Nhấn nè. Ba cái là nó đã đi qua rồi. Cái đó là do động cơ nó đẩy mình đó. Nhấn nè. Buông ra một cái là chạy theo chớn của xe. Nhấn nè. Mình 78 kg mà nó đẩy kiểu này thì hỏi ai, anh chị em cô dì chú bác mà 55-60 kg nó đẩy kiểu nào nữa. Cảm thấy mạnh quá thì hạ máy về vậy thôi. Còn khi đi đường trường đạp giống như không đạp, tăng số đi nhanh, hạ máy về cho nó cảm nhận cái chân. Đó là chức năng của dòng trợ lực. Phun nhôm là cái gì? Hồi nãy là phân tích đề cao, phân tích trợ lực, bây giờ đến phân tích phun nhôm. Tắt máy ha. Phun nhôm là gần như trên người nó hoàn là đồ nhôm không. Rồi, tay thắng nhôm nè. Inox nè. Nhôm nè. Inox nè. Nhôm nè. Tay thắng nhôm nè. Rổ zin
không có đợt này sẽ về được mớ rổ zin, đâm ra những cái xe đẹp thì mình sẽ đưa rổ zin vô luôn cho nó liền luôn, và sẽ cam kết sau với anh em. Từ từ đợi xíu mở nguồn. 6 led đèn Panasonic. Ừ, 6 led Panasonic vỏ ruột zin. Niềng nhôm. Đã không? Nhìn đã à? Nhôm không? Nhôm. Đùm nhôm. Đùm trước đùm sau mở bò hết rồi anh chị em. Càng thắng nhôm. Cái này là cái tay thắng ha. Còn cái này là cái càng thắng. Mình cũng hay lộn cái tay với cái càng. Dè thì dè inox. Anh chị em thấy cái điểm gì khác biệt không? Mình hay đọc, mình hay giới thiệu những con full nhôm á. Con này full nhôm mà nó khác những con full nhôm kia là sao? Thứ nhất là cái sườn. Cái sườn anh này đời cao thì anh sẽ tròn hơn. Cái đời này mình nghĩ là cao hơn con sườn dẹp nè. Là cái đời xa ra sao gần sau á. Tròn nè, thấy không? Còn cái anh kia là anh hơi dẹp. Hai anh đều đi dây điện là âm hết. Anh này cũng đi âm trong đây. Anh kia là cái sườn dẹp, hơi dẹp dẹp, cũng full nhôm, cũng niềng nhôm. Nhưng cái dè của anh kia anh thiết kế là dè nhựa. Nó cũng rất nhẹo, dẻo, nhẹ. Anh này thì thiết kế bằng dè nóc. Đó là cái sự khác biệt. Và cái cũng quan trọng nữa là chiếc dòng mà cái sườn dẹp á, nó lại không có chức năng khóa cổ. Nhưng anh này, anh lại có chức năng khóa cổ. Có nghĩa là khi mình đi chợ về nè, lắc cái nó giữ cái cổ mình cứng ngắc luôn. Bẻ không có gãy đâu, cứ bẻ thoải mái. Nó chỉ là một cái rẫy để mà chạy thôi. Mở. Đó, có những điểm khác biệt của dòng hai dòng full nhôm thì nó sẽ chia ra hai dòng là như vậy. Một là sườn bẹp. Bẹp nè. Hai là sườn tròn. Cái này là tròn nè. Dè là bằng nhựa nè. Dè con này dè nóc. Anh kia thì không có khóa cổ, anh này thì có khóa cổ. Đó, mình thấy có sự khác biệt như vậy thôi. Còn riêng về máy móc thì mình không thấy có sự gì khác biệt hết. À, đời cao thì nhìn nó mướt hơn xíu. Đồ nhựa chưa bể, mới chắc. Lốc máy cũng vậy, mới chắc. Có nhiều người khách họ xài, họ giữ kỹ là như vậy. Giò nhôm. Bàn đạp zin. Cũng bana. Cốt yên nhôm luôn. Khóa yên cũng nhôm nè. Và một yên zin của Panasonic. Ba ga inox, dè inox, đèn thì cảm ứng, rung lắc chuyển động thì nó mới nháy thôi ha. Khi mình thiếu ánh sáng nè, thiếu ánh sáng mà rung lắc nó mới nháy, nháy trong vòng 20 giây. Mình để trong đêm á, nó nháy, thì đừng có đụng vô chiếc xe nữa, tự động nó tắt. Nó nhờ cảm ứng cái mặt cảm ứng này, chứ không phải năng lượng mặt trời đâu. Đùm ba số của Shimano. Đùm nhôm, niền nhôm mới chắc ha. Cầm inox, thắng bi. Thắng bi là cái thắng mà bằng xài bằng 6 viên bi. Nó sẽ chạy khi mình siết nè, siết bóp thắng nè, bóp thắng nè. Cái dàn bi nó co lại, nó cạp vô cái đùm, nó hãm tốc độ lại. Đó là gọi là thắng bi là nó. Và như đùm sau đùm trước nè, coi chớn nè. Khi mình nhấn buông ra là nó chạy bằng chớn kiểu này. Ở đây mình hiểu được tâm lý của nó, hiểu được cái cơ cấu của nó. Mở bò hết rồi, sạch sẽ từ trong ra ngoài hết. Đặc biệt cái dòng này cũng vậy. Full nhôm thì cái con sườn dẹp cũng như sườn tròn thì tất cả đều là chân chống nhôm. Chân chống về thấy vậy chứ nó bằng nhôm á. Xanh ri hết ha. Trong đây là bộ tăng sên tự động nè. Trùng nè. Tự nó căng. Cái lực lò xo trong đây nè.
cách đây dinh chưa bể nha, hay bể điểm này, con này chưa bể, một cái lực hay sắn vô đây cái là nó xé điểm này, nó chồng 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 xe nó chồng bên nhau để nó về Việt Nam mình á. Đó. Giò nhôm bạn gặp gì, con này cái màu tươi thì nhìn vô mình còn mê, con này chắc mình nghĩ nó sẽ về với chủ nữ, đẹp, con này cái màu tươi quá. Và chốt lại vấn đề đời cao, dinh toàn tập không like bất cứ một món đồ mới nào trong chiếc xe, full nhôm và những gì, thứ gì mình liệt kê, pin dung lượng khá lớn 13, nó còn 16 nữa là maximum rồi, con này 13 thì đi 4-50 cây là ít, với cái tải 55-60 kg, đẹp, khá xuất sắc là anh này. Rồi, cảm ơn anh chị em.